2 năm 2020 và cũng là Chủ nhật thứ hai mùa vọng. Thứ ba, lễ Đức Mẹ Vô Nhiệm Lễ Trọng. Sau đây là những nghi lễ đã được xin về chúng ta hiệp chung lời cầu nguyện cho những người đã xin lễ và theo các ý chỉ như sau. Một người xin lễ, xin Chúa thương linh hồn cô Teresa và một lễ cầu cho linh hồn chị Maria và Anna. Bạch Lan xin một lễ cầu cho linh hồn Maria Marta Tống Thị Thúc và một lễ cầu nguyện cho linh hồn Maria Trần Thị Phương Lan. Ông Hương và các con cháu xin một lễ cầu cho linh hồn Maria Hoàng Thị Hương. Một người xin lễ cầu cho linh hồn Maria mới qua đời. Một người xin một lễ tạ ơn, một lễ cầu bình an cho gia đình, một lễ cầu cho các linh hồn và một lễ cầu cho các linh hồn thai nhi. Và bé Lanet xin một lễ cầu nguyện cho dì Hạnh ở Virginia được qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo. Cô Kim ở Đức mổ được bình an và con trai dì Trúc ở Texas được lành bệnh. Và kính thưa cộng đoàn Thiên Chúa, để thánh lễ được tôn nghiêm và sốt sáng kể từ giờ phút này đến cuối thánh lễ, xin vui lòng đừng sử dụng cellphone. Và giờ thiêng liêng của thánh lễ bắt đầu, xin mời cộng đoàn Thiên Chúa chúng ta cùng đứng. Có tiếng kêu từ nơi hoang vắng, mau dọn đường cho Chúa. Giữa rừng sâu hiu quạnh, khơi rộng lối Chúa đi. Thung lũng lấp cho đầy, núi đồi phải bà xuống. Đường gầm ghềnh quanh co, uốn thẳng san bằng đi. Có tiếng kêu từ nơi hoang vắng, mau dọn đường cho Chúa. Giữa rừng sâu hiu quạnh, khơi rộng lối Chúa đi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Cùng với giáo hội chúng ta bước vào Chủ nhật thứ hai của mùa vọng. Chúng ta cùng xin dâng lên Chúa tất cả những tâm tình chúng ta gói gọn lại trong thánh lễ này. Thời tiết khắc nghiệt như thế này, anh chị em đến đây cũng đó là một sự cố gắng lắm rồi. Xin Chúa ban cho chúng ta dồn hết tâm lực lại trong khoảng 45 phút, một tiếng đồng hồ để chúng ta dâng thánh lễ này thật sốt sáng. Từ đây chúng ta thắp lên ngọn nến thứ hai trong Chủ nhật thứ hai của mùa vọng để nhắc nhở cho chúng ta mùa mong đợi đã đến, để xin Chúa ngự vào trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta là những người dọn đường cho Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến để kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hiếu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha thứ và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng ái tuốt, xin đừng để chúng con mải mê thế sự, chẳng còn hăm hở đi đón mừng con Chúa. Nhưng xin dạy chúng con biết ham thích những sự trên trời, hầu được cùng người vui hưởng phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Trích sách tiên tri Isaiah. Chúa ngươi phán: Hỡi dân ta, hãy an tâm, hãy an tâm. Hãy nói với Jerusalem và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá. Chúa đã ban ơn nhiều gấp bội, gấp lần tội lỗi, gấp hai ba lần tội lỗi. Và có tiếng kêu trong hang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hang địa cho ngay thẳng. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạc mọi núi đồi, con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy sang cho bằng. Và vinh hiển Chúa sẽ xuất hiện, mọi người sẽ thấy vinh quang Thiên Chúa, vì người đã phán: Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Jerusalem, hãy mạnh dạn cất tiếng, hãy cất tiếng cao, đừng sợ. Hãy nói với các dân thành thuộc chi họ Giuđa rằng: Đây Thiên Chúa các ngươi, đây Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ đến trong quyền lực. Cánh tay người sẽ thống trị, người mang theo những phần thưởng chiến thắng và đưa đi trước những chiến lợi phẩm. Người chăn dắt đoàn chiên người như một tử, người ẵm chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán báo điều chi? Chắc hẳn người sẽ phán báo về sự bình an cho dân tộc và các tín đồ của Chúa. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng ta. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất đức trung thành sẽ nở ra và đức công minh từ trời nhìn xuống. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiên hậu và đất nước chúng ta sẽ sinh bông trai. Đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa và ơn cứu độ theo sau lối bước của người. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Trích thư thứ hai của Thánh Phêrô tông đồ. Anh em thân mến, có một điều anh em không thể không biết là một ngày đối với Chúa như ngàn năm và ngàn năm như một ngày. Không phải Chúa chậm trễ thi hành lời hứa của người, nhưng có vài người lầm tưởng. Nhưng vì anh em, người hành động nhẫn nại, người không muốn ai phải hư mất, nhưng muốn mọi người ăn năn sám hối. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Trong ngày đó, các tầng trời qua đi trong những tiếng rung chuyển mạnh. Ngũ hành đều cháy tiêu tan, trái đất
cùng mọi công trình kiến tạo đều bị thiêu hủy. Vì mọi vật ấy tiêu tan đi, nên anh em càng phải sống thánh thiện và đạo đức biết bao. Khi anh em mong chờ và thôi thúc ngày Chúa đến, ngày mà các tầng trời bốc cháy tiêu tan và ngũ hành bị thiêu rụi, nhưng theo lời người hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, trong đó công lý sẽ ngự trị. Vì vậy, anh em thân mến, trong lúc mong đợi các điều ấy, hãy gắng sao nên vô tỳ tích trước nhan Chúa trong bình an. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, 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 Alleluia. Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Alleluia, 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 Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Như có lời tiên tri Isaiah chép rằng: Đây ta sai sứ thần của ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Gioan Tẩy giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn. Dân chúng cả miền Judea và Jerusalem tuôn đến với người. Họ thú tội chịu phép rửa trong sông Jordan. Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng: Đứng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi dây dài người. Tôi dùng nước để rửa anh em. Phần Ngài, Ngài sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Gần lễ bây giờ này có lạnh không anh chị ạ? Hơi hơi rồi ạ. Con tưởng như chiều nãy con hỏi thì có mấy người bảo không lạnh. Và thôi nếu như mà không lạnh nhé, thì con sẽ nói 45 phút. Còn nếu như tối mà nó lạnh hơn buổi chiều thì con sẽ nói 1 tiếng, 60 phút. Có một câu chuyện người ta kể là ngày xưa có một vị hoàng đế ở bên phương Tây. Họ muốn tổ chức một cái cuộc thi để tạ tượng vị hoàng đế, cho nên là phát giấy mời đi, mời tất cả các quốc gia trên thế giới đến để tham dự cái cuộc thi đấy. Thế thì các nước cũng tham dự đông lắm, chẳng hạn như là Ấn Độ, người ta mang những cái loại ngọc trai rồi nhiều những cái loại đá quý sang người ta tạ tượng. Hay là những người Armenia thì nổi tiếng về đất sét, họ mang những cái loại đất sét rất đặc biệt ở bên quốc gia của họ sang để làm tượng. Rồi ở bên Ai Cập thì người ta mang những cái khối đá khẩm cẩm thạch sang để tạc tượng hoàng đế. Các cái phái đoàn người ta mang các cái dụng cụ như vậy là người ta thấy ngưỡng mộ lắm. Nhưng mà cái người Hy Lạp, nguyên một cái đoàn đấy họ đến, họ chẳng mang gì cả, mỗi cái túi nhỏ như vậy. Thế nên người ta hiếu kỳ, người ta bảo các đất nước khác thì mang những cái loại đá này cẩm thạch rồi đất sét đủ mọi thứ, sao anh mang cái gì đây? Anh bảo tôi có thuốc đánh bóng. Quay chỗ cái đánh bóng. Khi mà cái cuộc thi bắt đầu thì người ta đưa hết vào trong nội cung và hẹn cái thời gian, sau cái thời gian mở ra để chấm điểm
một vài ba ngày nào đấy người ta mở ra để hoàng đế đến để chấm điểm từng các cái tác phẩm của các đất nước, thì rất là ngạc nhiên tại những cái bức tượng về hoàng đế tuyệt đẹp. Nhưng đến khi mà đến cái chỗ những người Hy Lạp người ta tạc tượng thì chẳng thấy cái bức tượng nào cả. Thế bảo thế đâu tượng của anh tạc đâu, mấy ngày nay các anh làm gì ở trong này? Và lúc kia họ kéo cái bức màn ở trong cái phòng, căn phòng đấy nó có một cái bức tường bằng cái khối đá cẩm thạch, và cái vị hoàng đế vô vị đứng vào cái bức tường nhìn cái kéo màn ra thì hiện rõ toàn bộ cái thân mình như là cái tấm gương của ngày hôm nay. Hồi đấy nó chưa có cái tấm kính, tấm gương như bây giờ. Và ông nhìn thấy ông ngạc nhiên và ông bảo đây mới là cái bức tượng thật. Bởi mấy người đấy đến chỉ mang thuốc đến để đánh bóng cái bức, để đánh bóng cái bức tường đấy. Và khi đã đánh bóng như vậy thì khi mà cái bức hình của cái ông vua ông đến, hoàng đế đến thì nó in rõ vào trong đấy nhìn. Và đương nhiên là những người Hy Lạp đã được cái giải thưởng giải nhất. Hôm nay Thánh Gioan kêu mời chúng ta hãy dọn con đường, hãy sửa con đường cho Chúa đi. Nếu như anh chị em thích Thánh Kinh ấy, mà đọc cái đoạn này nhé, cái đoạn mà trước cái thời gian mà Isaiah tuyên bố về cái đoạn Thánh Kinh hôm nay, đó là đất nước Do Thái lâm vào cái cảnh bi thảm nhất trong lịch sử. Tại sao lại lâm vào cái cảnh bi thảm như vậy? Là bởi vì tội lỗi của họ. Cái tội như thế nào thì con không có giờ ở đây để con phân tích được. Rồi mời anh chị em nếu đi thì sang tuần, bắt đầu từ ngày mai, giáo sư chúng ta có một cái buổi tặng phúc vào cái thánh lễ 5 giờ rưỡi chiều, con sẽ phân tích những cái điểm như thế này. Nhưng mà vì dân của Chúa đáng nhất là phải giữ trung tín với cái giao ước Thiên Chúa đã đặt ra. Nhưng mà người Do Thái người ta không có giữ, người ta phạm tội. Và khi phạm tội như vậy bị Chúa phạt, đưa Babylon sang. Nó đánh bình địa hết tất cả dân tộc, đền thờ phá hủy hết tất cả và đưa toàn bộ dân chúng đi đày. Hai lần chứ không phải một lần. 587 là cái lần cuối cùng, và trước đó 10 năm. Họ đưa đi đày lần thứ nhất là đưa tất cả những người giỏi giang trí tuệ đưa đi hết, còn để lại đất nước những người nông dân quê mùa thôi. Đến lần thứ hai là những sang phá tanh bành đền thờ và đưa hết sang Babylon để đi lưu đày. Đó là hoàng đế Nabucodonosor. Dân chúng ở nước mất nhà tan, sống vào cái cảnh khủng khổ. Và người ta đưa dân ngoại sang cái vùng đất hứa, cái vùng đất Canaan, dân của Chúa sống ở đấy. Bây giờ đưa dân ngoại vào sống, bởi vì canh đi hết rồi. Thì bây giờ người ta đưa dân ngoại đến. Đưa dân ngoại đến thì người ta lại, những người đàn ông của dân ngoại hoặc là những người phụ nữ của dân ngoại, nó lại kết hôn với những gọi là dân tộc tuyển chọn. Bây giờ nó không còn nguyên tuyển nữa. Và nhất là cái đau khổ của người Do Thái, ba cái yếu tố chính ấy. Thứ nhất ấy là đền thờ, thứ hai là vua, và cái thứ ba là lề luật. Phá luôn đền thờ là cái nơi thờ phượng của người Do Thái. Vua là cái người thay cho Chúa để cai trị dân. Nó chọc mù luôn hai mắt, xích vào, đeo đi đầy luôn, không còn một cái gì. Sống trong cái cảnh cùng khổ như vậy, dân chúng đau khổ kêu lên với Chúa nhiều lắm. Ngày nay chúng con chẳng còn hy lễ, chẳng còn ngôn sứ, chẳng còn người để hướng dẫn chúng con, không còn được, không còn đền thờ để dâng của lễ lên Chúa, để chúng con được Thiên Chúa xót thương. Chúng con mất hết rồi. Họ ra cái bên bờ sông Babylon, họ khóc như thế này: trên những cành dương liễu ta tạm gác cây đàn, trên đất khách quê người ta làm sao hát nổi những bài thánh ca xưa. Nếu như ở nơi cái đất này ấy, mà tôi hát lên thì lưỡi của tôi nó sẽ dính với hàm và họng của tôi nó khô cứng. Làm sao tôi có thể hát được nơi mà tôi tù đầy như thế này? Đấy, trong cái cảnh mà vì tội lỗi mà dân chúng lưu đầy như thế, thì sau đó thì cái ông vua Nabucodonosor chết. Đến ông khác, ông lên, ông vua Ba Tư, ông chiếm lại. Và ông ấy ký một cái sắc lệnh để cho dân Chúa được hồi hương trở về Jerusalem, tái thiết đền thờ, tái thiết lại đất nước. Isaiah nhìn thấy vậy, cho nên mới đưa ra một cái lời loan báo mà bài chúng ta vừa mới nghe. Hãy an tâm, hỡi dân ta. Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi của các ngươi.
Chúa đã tha hết tất cả tội lỗi đã được ân xá. Anh chị em mà nghe cái bài hát mà rất là hay, đẹp, thầy bước chân ai vượt đồi non sông dài biển cả, bước đi gieo tin mừng cứu độ. Tức đẹp thay bước chân ai vượt đồi non đi gieo tin mừng cứu độ, tức là giao cái tin là hiến Chúa đã giải thoát. Đó là cái bài sách thánh mà chúng ta vừa mới nghe. Nó tôi chỉ nói tóm tóm lại như vậy để cho anh chị em có thể hiểu được cái bối cảnh. Thế thì khi mà Isaiah thấy thiên cái ơn cứu độ giống như Thiên Chúa đến rồi đấy, và Ngài mới hô lên là hãy dọn cái con đường, mở cái lòng ra để đón, mở đón. Mà dọn đường là dọn cái gì? Dạ thưa, về theo nghĩa thiêng liêng, trước đây chúng ta quanh co cái con đường đồi núi, bây giờ bạch hết xuống những cái thói hư tật xấu của chúng ta. Hay là những cái câu chuyện của thi về đắc tượng vừa rồi đấy, một vị nổi tiếng về tạc tượng đó, đó là Michelangelo. Ông ấy bảo là cái yếu tố để mà tạo được bức tượng đẹp đó là gọt, là bỏ, là phất. Hôm nay Thánh Gioan kêu mời với chúng ta hãy gọt bỏ cái con người, những cái tính xấu, những cái ích kỷ, những cái gì mà nó làm cản trở Thiên Chúa đến với chúng ta, những cái gì mà làm cho hình ảnh của Thiên, của Thánh Thiện, của Thiên Chúa nơi con người của chúng ta nó bị lu mờ. Thì bây giờ chúng ta phải gọt bỏ nó đi, phải dọn dẹp nó đi, và để nó lộ lên cái sự Thánh Thiện của Thiên Chúa nơi con người của chúng ta. Khi mà người ta đồn thổi rồi báo chí người ta đăng lên về cái sự tốt lành của mẹ Teresa, bây giờ là mẹ Thánh Teresa Calcutta. Tôi đọc chuyện này tôi thấy có bảo là đến 14, 15 cái nhà khoa học gì đấy rất là nổi tiếng. Khi mà họp xong còn giờ, các vị đấy đáp một chuyến máy bay từ New York sang đến Ấn Độ để thăm mẹ. Thì trước chỉ nghe tờ báo người ta nói như vậy, thì bây giờ các họ đến họ thăm, mười mấy nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới bay sang bên đấy. Đến khi mà bay sang bên đấy thì mẹ đang là cúi xuống để chăm sóc những cái người ốm đau bệnh tật. Có khi họ chứng kiến được cả nặng cái mũ của một người khác nào đấy á, mà đau cái người cái mút ở cái cánh tay này chịu không nổi. Mẹ dùng cái miệng của mẹ ngậm vào đấy, mút từ từ cái mũ để cái người kia không bị đau. Người ta nhìn thấy những cái quang cảnh mẹ và các nữ tu của mẹ làm việc, họ nhìn thấy vậy mà họ thốt lên: tôi đã nhìn thấy một vị thánh. Tôi đã nhìn thấy một vị thánh. Ngay lúc đấy họ đã nói như thế. Giá như trong cuộc đời của tôi cũng như của anh chị em, nơi những cửa tiệm, cửa hàng, nơi đường phố, nơi chợ, ở nơi gia đình của mình, ai chúng ta cũng có những cái cách đối xử mà chúng ta đã được gọt giũa, đã được dọn dẹp hết tất cả đi rồi đấy. Khi chúng ta đã nhìn nhận những lầm lỗi của chúng ta gây ra, vì cái lỗi lầm của chúng ta mà nhiều khi làm cái người khác đau khổ, bây giờ chúng ta sám hối trở lại và chúng ta huấn luyện lại con người của mình, gọt này, giũa này, dọn dẹp tất cả đi, và để cho người khác, người ta nhìn thấy cái hình ảnh sự thánh thiện của Thiên Chúa nơi con người của chúng ta. Ngay con cái nó nhìn thấy chúng ta là những bậc làm cha làm mẹ tốt lành thánh thiện, sẽ gieo vào đầu của các con cái của mình những ước mơ lành thánh, gieo vào đầu con cái của mình những ước mơ lành thánh, và gia đình nhà mình ai cũng nhìn thấy là những người hành động như những vị thánh. Thì đấy là cái cách dọn đường gần gũi và tốt nhất. Trong mùa vọng này, lời mời gọi của Thánh Gioan hãy dọn đường cho Chúa luôn luôn vang lên trong đầu của chúng ta, và chúng ta hãy làm một cái gì đấy để cho cái lời Thánh Gioan kêu gọi chúng ta nó được thành hiện thực. Và khi gia đình này chúng ta được dọn dẹp sạch sẽ hết tất cả theo cái nghĩa thiêng liêng, và bên ngoài chúng ta trang trí những cái cây thông hang đá rất là đẹp, giống như tâm hồn của chúng ta lúc nào thì cũng lung linh như cái cây thông, như cái hang đá, như ánh đèn lung linh như vậy, thì nó tuyệt vời vô cùng có. Và xin đừng để vì cái lầm lỗi, cái yếu đuối, cái tội lỗi của chúng ta và làm cho người khác bị đau khổ, bị tù đày, bị xào xáo ở trong gia đình.
Chúng ta đừng để cho lịch sử dân Chúa nó lại lặp lại trong lịch sử của gia đình chúng ta nữa, mà chúng ta hãy gọt, hãy bỏ, hãy dọn dẹp để cho tâm hồn của chúng ta nó lung linh như những cây thông, như những hang đá, như những ánh đèn mà mùa Giáng sinh chúng ta chuẩn bị. Nếu được như vậy thì thật sự Chúa đang hiện diện giữa chúng ta. Xin Chúa hãy thương nâng đỡ sự yếu hèn của chúng con, để chúng con biết sám hối, để chúng con biết ăn năn, để chúng con biết cởi mở tâm hồn, và chúng con biết huấn luyện làm sao chúng con hành động như những vị thánh đang hành động trên cuộc đời của chúng con. Anh chị em đứng lên để quyên xin đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ăn sang bởi ăn sang, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhầm thế trong lòng chính nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thâm giá vì chúng ta. Thời quan phong Sio Philato, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, phụng vụ hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy dọn lòng sẵn sàng chào đón Chúa bằng đời sống thánh thiện tinh tuyền, với tâm tình chờ mong Chúa đến. Chúng ta cùng nguyện ý dâng lời nguyện xin. Chúng ta cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong hội thánh luôn là những sứ giả của Chúa cứu thế, tận tình chăm sóc đoàn chiên và tích cực đưa nhiều tâm hồn lầm lạc trở về với Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những ai đang bị mê hoặc bởi những tà thuyết nghịch lại Thiên Chúa, biết thức tỉnh và sẵn sàng mở lòng để cho Chúa Thánh Thần uốn nắn và hướng dẫn. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta nguyện xin Chúa cho mọi hiểm họa của dịch bệnh được sớm chấm dứt, để không còn phải tham dự các thánh lễ ngoài trời trong cảnh mùa đông giá lạnh này. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết bạt đi đỉnh đồi kiêu ngạo, san bằng những hố sâu chia rẽ, uốn nắn lại tâm hồn quanh co dối trá, xóa bỏ những lời nói không chân thật, hầu làm cho con đường thiêng liêng được ngay thẳng để đón ngày Chúa đến. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa chữa lành những người đau yếu bệnh tật, giang tay đón nhận những linh hồn, những người đang hấp hối,
đưa về quê trời các linh hồn, ông bà, cha mẹ, bạn bè, ân nhân và thân nhân cùng các linh hồn đã xin cầu nguyện trong thánh lễ này. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa là một từ nhân lành, không bao giờ bỏ rơi dân Chúa. Xin Chúa nhận những ý nguyện của chúng con mà ban ơn nâng đỡ, giúp chúng con sống thời gian mùa họp này như lòng Chúa mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tháng ngày đợi trông, xin dâng lên Cha đầy ước mơ hồng. Bánh thơm rượu nồng, theo làn khói hương dâng về Cha. Nỗi niềm chờ mong, xin Ngài biến nên thành lễ dâng. Như áng hương trầm, dâng về Chúa tâm tình đời trông. Nguyện Cha thương vui nhận đây lễ dâng mọn hèn. Lễ vật cậy trông chờ ngày đấng cứu tinh hạ sinh. Nguyện Người mau đến để bình an xuống cho gian trần. Niềm chờ mong, người người đang ngày đêm ngóng trông. Tháng ngày đợi trông, tâm tư con đầy thao thức mong chờ. Dám trông lên Ngài, mau ngự đến viếng thăm trần gian. Hướng về ngày mai, đầy rượu bán chân thành tiến dâng. Xin Chúa vui nhận thay của lễ tâm tình đợi trông. Nguyện Cha thương vui nhận đây lễ dâng mọn hèn. Lễ vật cậy trông chờ ngày đấng cứu tinh hạ sinh. Nguyện Người mau đến đem bình an xuống cho gian trần. Thỏa niềm chờ mong, người người đang ngày đêm ngóng trông. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ê cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ và những lời chúng con khiêm tốn nài vang. Thật chúng con chẳng có công trạng gì, chỉ trông chờ lượng từ bi ban ơn trợ giúp. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thần là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Khi ngự đến lần thứ nhất mặc lấy thân xác yếu hèn, người đã thực hiện hồng ân mà Chúa đã dự định từ xưa và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con. Để khi người đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ hồng ân bấy giờ được tỏ hiện, chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức vững dạ đợi chờ. Vì thế cùng với thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các vệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thần, 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 Chúa là Thiên Chúa càng đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng ngự đến vinh danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh hiền. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới vào vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức bến cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Karen chúng con, hai đấng phụ tá của người và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ của Chúa là các linh hồn mà chúng con cầu nguyện cho trong thánh lễ hôm nay, là những người Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những ai đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con là xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người thầy, chúng ta gian nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con.
Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Quý ông bà và anh chị em hãy cúi đầu chúc bình an cho nhau. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chàng đang chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Dọn đường Chúa, sửa đường Chúa cho ngay thẳng, như lời Gioan giảng với Giu-đê-a rằng: hãy mau thông hơi, vì nước trời đã đến gần. Ngày đấng sẽ đến chính là đấng đầy quyền năng. Hãy dọn đường Chúa, đồi cao hãy san cho phẳng, hồ cạn thung lũng phải lâm đi sao cho bằng. Mọi người sẽ thấy nguồn cứu độ Chúa chúng ta. Nào hãy thông hôi, nguồn tội lỗi được dung tha. Chính Gioan dùng nước sông Giô-đan ban phép rửa cho người đến lãnh nhận. Nhờ quyền năng, Thiên Chúa sẽ tẩy sạch mọi tội lỗi cho người biết ăn năn. Hãy dọn đường Chúa, sửa đường Chúa cho ngay thẳng, như lời Gioan giảng với Giu-đê-a rằng: hãy mau thông hơi, vì nước trời đã đến gần. Ngày đấng sẽ đến chính là đấng đầy quyền năng. Hãy dọn đường Chúa, đồi cao hãy san cho phẳng, hồ cạn thung lũng phải lâm đi sao cho bằng. Mọi người sẽ thấy nguồn cứu độ Chúa chúng ta. Nào hãy thông hôi, muôn đời nơi tuộc dung thoáng. Đấng thiên sai người đến sau Gioan ban
phép rửa trong lửa Chúa thánh thần. Người xảy nia thu lúa tốt vô kho, còn lại rơm đổ sàn trong lửa hồng. Hãy dọn đường Chúa, đồi cao hãy san cho phẳng. Hồ cạn thung lũng phải lấp đi sao cho bằng. Mọi người sẽ thấy nguồn cứu độ Chúa chúng ta. Nào hãy thông hối, nguồn tội lỗi được dung tha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm thánh. Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con, để chúng con hằng khôn ngoan sáng suốt, cân nhắc những thực tại trần gian và luôn thiết tha với những thực tại bền vững trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thưa ông chứng sứ và cha Phương, muốn cái tuần tới là cái tuần giáo xứ của chúng ta cấm phòng, bởi vì do thời tiết nó lạnh như thế này cho nên không có thể ngồi mà chúng ta nghe giảng tiếng đồng hồ hơn tiếng đồng hồ được, cho nên là biết ông lòng hết tất cả các cái công việc thiêng liêng đấy vào cái thánh lễ 5:30 chiều từ thứ hai cho tới thứ sáu, rồi cái phần chia sẻ lời Chúa cấm phòng ấy, nằm trong cái bài giảng ấy. Nó kéo dài hơn vài giảng bình thường một chút, anh chị em có thể tham dự được để chúng ta dọn tâm hồn để chúng ta mừng đại lễ Giáng sinh và dọn tâm hồn Chúa đến với chúng ta. Rồi năm nay Đức ông có làm cái cuốn lịch, là một cuốn lịch rất đặc biệt. Bây giờ đang ở phía khu vực chợ nhỏ kia, gia đình nào cần chúng ta đến lấy đóng góp trong đấy 2 đồng một cái cuốn. Mà nếu như mà Đức ông dặn là nếu như ai mà không có thì cứ lấy về xài, không có sao cả. Rồi giáo xứ của chúng ta cái chỗ kia nó có một cái chợ nhỏ, nhưng nó được làm bởi những cái trái tim lớn của các bà mẹ công giáo ở trong giáo xứ. Anh chị em cứ tự tưởng tượng các mẹ đứng từ sáng sớm cho tới giờ này, và là một trái tim lớn lắm để đi duy trì được cái chợ nhỏ. Và cái mục đích làm đấy là làm cho giáo xứ chứ không cho bất cứ một đoàn hội nào. Anh chị em có cần mua cái gì đấy thì đến đấy sẽ có. Có cả vàng bạc châu báu có hết, anh chị em không tìm tí lại đến mà hỏi. Cảm ơn anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Chúng ta hướng về tiếp mẹ làm an. Các dân Đức Mẹ, dân gia đình của chúng ta cho Đức Mẹ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà vô phúc là.
Thánh Maria, Nữ Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Nữ Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Nữ Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Như đã có Chúa vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cười. Thân lạy mẹ chúng con cháu Eva, ở chốn khát đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn bà thương. Hỡi ơi, bà là Chúa bầu chúng con. Thương xem chúng con đến sau cõi đời, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu. Con lòng bà gồm phước lạ, ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay. Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Mẹ ơi, trên trần gian con chưa thấy ai đến nhờ mẹ mà mẹ không thương dung. Mẹ ơi, con biết rằng tên mẹ rất bao la, luôn dõi nhìn từng nhịp bước con thơ. Mẹ ngồi cây trông cho người thân vọng, mẹ là niềm tin cho người lữ thư, mẹ là niềm vui cho người buồn đau, mẹ là nghỉ ngơi cho người đơn côi. Mẹ nguồn cây trông cho người thất vọng, mẹ là niềm tin cho người lữ thư, mẹ là niềm vui cho người buồn đau, mẹ là nghỉ ngơi cho người đơn côi. Nhiều một số anh em đã khỏe mạnh giúp con toàn bộ cái ghế như